Hello anh em, quay trở lại với channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em hai cái bóc tím vào thứ hai tuần sau, đó là bóc Ac Milan và bóc Juventus. Mình sẽ show chỉ số mắc cầu thủ của hai bóc này. Đầu tiên chúng ta phải đến với bóc Ac Milan. Có những cầu thủ nào và bóc Juventus có những